Alo, xin chào mọi người. Đây là nhà hát Con Sò, nhà hát nổi tiếng của Úc ở Australia. Còn đây là cầu Harbour Bridge. Mình quay cho mọi người coi nha. Nếu mà ai có dịp tới Úc thì tới mình nha. Hello Minh Tiến nha. Welcome. Mình sẽ dắt tới đây. Đây là tàu, cái crew để để người ta đi chơi, đi xuống cũng đi bên sang bên sao của Úc, đi sang Victoria hoặc là đi Darwin, cũng là quả nước Úc luôn. Bye bye.